Kể từ rài vàng lộn chơi thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lễ mễ, để dắt diệu đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế? Khuyên sư dạy bớt dùng của thế, gắn công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì ly. Cùng khuyên hết kẻ ngu người trí, ráng tĩnh tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần vàng năm canh, về thượng giới tâu quá thường đê. Số tội ác thì vô số ơi kể, còn làm nhân thì quá ít cơ oi. Hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tâm màng. Đường đạo lý trở nên chán ơi nàng, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào tri. Sao đến Việt Sơn băng kiệt thị, khủng thảm thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là vì tình thiệt, cho ba gia rõ biết người cùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chữ lục tự trì tâm bất biến, thì lắm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hay in, mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Trong ba tánh từ nay buồn bực, khùng yếu dân chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp.
việc biên chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được vãng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Đến chừng đó với tình nguyện, thấy lầu đài phú quý tòa tường, ra trận tuyền thọ xí Tây Phương, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai gái ơi ráng vịnh lòng đạo, kể từ đây nhiều đạo rất kỳ linh, ráng nghĩ suy cho rõ kệ kinh, lời chân chánh nghe qua sửa già. Ta xuống thế vị tương tất chi cả, bấy lâu nay dạy dỗ trung ý thần, tưởng nhớ Phật sớm khuya cần lại, để đến việc sắc sơn biên cài, qua phép tài thay chết đi hằng hà. Đến chừng đó con lại lạc cha, khắp bốn phía khói bay dần vô. Chừng hôm chiến có thầy giáo chủ, giặc chiến trình dây phủ trùng trùng, Đức Quan Âm đứng giữa không trung, hóa phép thần cho trăm quan cửu. Đặng diệu dắt tín đồ giáo chủ, kẻ nghịch trời chừng đó tiêu tan. Giao đức thầy cánh Phật Tây An, miền Phụng Lan ngày sau vui đẹp. Hội tiên tử hai bên đạo kết, ra chiến trường lưỡng cảnh hai hồ. Cả tiếng kêu lục tự Nam Mô, tiếng chuông ban giọng đồng kêu thúc. Bấy lâu nay ở hồ Côi Cúc, ráng sửa sang cho đặng mình vàng. Đừng ăn no ngủ kỹ mê mang, nay đã đến người tu lộ gì. Mài gươm trí dẹp đòi tà mì, coi Phật tiền bao quý non tầng. Sắc son ban phụng mạng quý lân, trên Chúa ngự tôi ngay phò ta. Bên sông trước có nhiều thứ cá, cá nhiều con lớn quá dị kỳ, đường dàm nao sao lại khó đi. Thứ cá lớn chợ người nghiện bảo, chừng biến chuyển hung hăng nuốt chi ráo, các cù lao sập đổ ầm ì. Cửa mặt dưng sao lại khó đi, Phật lập tiểu tràng an đạt đạo. Trong hang cha đóng đồn cha khảo, ghe nổi đùi tới láng ông ta. Thương nhân sanh kẻ khóc người la, đến chừng đó bỏ ghe lội bộ. Thương con nít càng ngày càng khổ, mẹ lạc con nước mắt rưng
thương thầy chú cầu cô áo mết. Đến chừng đó kéo la kéo lết, còn chi đầu áo mết dớ dày. Thầm thương cho châu đốc khi nàng tay, đến chừng đến dĩ thành lỗ gì. Sao châu đốc mặc tiền sử bị, trong nhà bàn thiên hạ đến thi. Sách có câu dung giả nan tri, đến chừng đó ai còn ai mất. Kêu bá tánh ráng nghe lời Phật, thấy đời này khó dài Phật kỳ ôi. Đời cứ sao bạc ngã như vôi, lời chân chánh không lo sửa cài. Con nhiều cha đời này khó dài, đặng lòng thầy thần thánh đi sầu bi. Càng tiếc khi thay cho kẻ vô quá nghỉ, thương hết sức về phần bài chi. Thấy trần thế nhiều người không nghĩ, thêm nhiều lời cười nói quỷ ma. Nào ngờ đâu là quỷ Phật bà, xuống trần thế cứu dân chẳng xiết. Đem đạo đức là gì tình thiệt, dắt nhân sanh cho khỏi Tây U. Chuột còn đây chưa biết khổ đau, chừng đức đích con trâu phá còng. Đến chừng đó thay phơi chồng đóng, đời hạ quân tiêu diệt còn chi. Cuộc giả tràng chừng đó mến chi, đô thị giả mến chi lao ly. Dân sắc lệnh Tây Phương thọ khí, cứu bá già cho khỏi miệng hầm. Kẻ chân tu thần thánh giúp ta dùm, đặng giải thoát khùm beo tây tường. Kẻ gian ác bấy lâu hoàng dưỡng, nay để dành cho thú làm mồi. Đạo còn đang lắm kẻ xa khơi, ráng lục tự tu mòn tôi mất. Bấy lâu nay quằn khai nắng y nhọc, nay nhìn xem thần mẹ vết cơ tì. Kể từ đây đạo đức chi rắn ghi, đừng cải cách nhiều điều mang lồi. Ngục khi trần gian nhiều người phản bội, chờ những người gian dục á lòng tàn. Phạt những người bội chúa phản cha, đồ nghịch bảo kệ thôi vô ích. Gốc ông cha ra đời nhắc khi tích, sao đem lòng phụ bạc chi tâm tiên. Chờ quan công kết nghĩa đào duyên, lòng chánh trực trở về nhà hơn. Chỉ quân tử dường như bánh trớn chớ rồ xăng, bóng phục chạy liền. Mới biết rằng con Phật
con tim. Gươm ba thước trừ loài béo lợn. Trên điện ngọc rộng mây chơi dần. Hội rồng mây tiên Phật ca sang. Kẻ ác gian thấy phơi nhà bàn, người hiền đức đặng phò thánh y gia. Chầu bể ngọc sâu qua điện hạ, ra chiến trường phụng mạng tôn sư. Được rạng danh chừng đó ai hơn, thì tỏ rạng đài đầu mây bạc. Chừng hỏi về cái dầu ngã ơi bác, người chân tu chừng đó mới ở màu. Thì nhân sanh mới biết đi sầu đâu, người hạnh phúc cùng chung chi hương. Đến chừng đó hiền lương tự đầu, tịnh độ vui cánh cu ruộng đồng. Bên Hà Tiên sao lại có sông, ngó trực chỉ thẳng băng tới lan. Đất tỉnh độ ngày sau tỏ rạng, sao tàu bè đầu bến cổ đàn. Cành núi tượng tòa An Thích Ca, sao làm giết những người đức khi hành. Dựng cột đắng nhà Nam chói ánh, cờ Phất lên châu đốc núi Sam. Các nước qua ngò thấy mà ham, thấy châu báu nhà Nam mê mệt. Tranh giành nhau càng là phải chết, nội lòng qua chói ánh bán vàng. Chùa mình dường ngự giá trên ni bàn, ngoài văn võ hai bên chầu chực. Sự ngoại bang theo điều pháp luật, bọn Tây Liêu chừng ấy phục tùng. Đạo Thích Ca chừng đó tung dung, người hiền đức ngày sau không mất. Nay sắp đến bớt ăn vật chi chất, cho xác trần quyền diệu nhẹ nhàng. Đức Di Đà diệu chiếu điểm quang, ngày hậu nhật dắt đi núi Cấm. Bấy lâu nay xa nơi bể thầm, cuộc hồng trần bức phé cho rồi. Theo chân truyền Phật đạo thành thơi, đoàn ma quỷ ta mau sớm dứt. Tìm chân lý tu hành kịp bước, lánh sông mê vượt khỏi an tỳ. Cho kiếp kỳ đến hồi khóa thi, tâm nhân đạo từ bi độ tận. Phật thánh tiên ra đời giúp dần, đặng thưởng ban những kẻ hữu tài. Khổ nhân sanh khắp đến bên tay, nhớ lục tử gìn đeo cho chặt. Nay sắp tới con ai nấy dắt lửa hồng tiên, Phật dắt khi cho qua. Đặng ngày sau
bà được sáng suốt coi đời bàn cổ. Trần Pháp Sơn có ba tiếng nổ, cảnh lãng linh thiên hạ hằng hà. Thầy Ba Lan Y Đức Mỹ Nga, Phật Tiên Thánh mới ra sự bì. Đến chừng đó mới là hữu chi, nhục giới dinh thay đổi mấy hồi. Cõi trần gian xem thấy hỡi ôi, ráng từ bi tu mau cho kịp. Lời chân chánh nghe qua bỏ lít, chê rằng phòn bát nhã vô tâm. Bấy lâu nay sai đắm lạc lầm, thấy trần thế lòng sầu áo nào. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình được liên tục đến bài Đức Thầy cho ông Nguyễn Thanh Tân. Bài này Đức Thầy viết tại Xà Ngo tháng 6 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Thương tưởng người mê lão xuống trần, ngạc gì chưa dẹp lũ quỳnh cân. Lòng yên sanh chúng luân chuyển kiếp mê, giải dương trần đổi sắc thân. Lèo lái sẵn rồi còn ngược gió, cánh trương chưa gặp cuộc phù dân. Sáng hè con cuốc sầu mưa móc, đòi thấy đời nay ai học thói tần. Giảng lý trường thành khí khẩu chương, thanh phong tiết hạnh dị luân thường. Vì nhân tái thế từ bi thuyết, đào tỷ lông xà thoát hòa, dặn lòng lục tử ơi mưa đừng sai. Quay bể về quê ngõ chút hài, tiếng cầm kìa kìa gần lỗ dè, chờ người hữu phước đến liền.
thiên đài. Tỏ lời thăm viếng khắp đâu đâu, bốn đảo từ nay giấc mộng mơ sầu. Dòng bái thánh thần đền lộc cả, trong quyền chỉ bảo khắp đâu đâu. Đâu đâu cùng xa xôi biệt tích mù, công cán thăm thầy không nải khổ. Việc đời lắm kẻ quá là lập thân hành đạo phải trung chiên, cứu thế thầy đâu mến bạc tiền. Dặn lòng con hãy bền gan già, sẵn dịp dân lành rõ Phật tiên. Phật tiên thương hết cả nhân sanh, tu tịnh trì tâm đạo ráng hành. Chớ lấy sự sầu gieo nào tri, để thầy an ổn dẫn quần sanh. Thâm hiểu lòng ta nổi cuộc đời, một bầu nhiệt quyết chẳng xe lời. Mến yêu quốc thủy tình đồng chung, phải tính cho sống mới nói cuộc đời. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, đức thầy cho ông Chính Diệm tức Nguyễn Kỳ Trân ở làng Bình Yên Long Xuyên. Bài này đức thầy viết tại Xà No năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Đường xa ngàn dặm cổ xa thăm, nghe đạo quyền di cảm kích thầm. Cố tưởng ước mơ đời thành trì,
gã tâm hoài vọng điều xa xăm. Nòi giống lạc hồng nay nảy nở, nam ban vui thôi bụi đồng tâm. Ông ơi hãy ráng tìm chân lý, khác thể thần tiên thấm nhạc âm. Nhạc âm cho võ cuộc phong ma thần, tạo bác chinh nam mấy nước dân, treo sợi xích thằng chờ dân đến. Cột dây ngọc đai đời người ăn, thiên công lắc lẻo sao lâu qua, địa phủ trở triều lấp mặt trần. Tông tổ mở mang nhờ đức cả, dòng dòng nó ấm bớt trần thân. Đường xa diệu vời ơi, cảm tình ông vậy mới nở nàng giống lạc hồng. Nói chí thánh hiền tìm cõi cô, theo gương Phật tổ thấy non sông. Hồ Thiên Ngọc ẩn chờ quý kiện, trì địa kim sơn đến cõi bồng. Hãy ráng sưu tầm cho rạch ly, một ngày hòa hiệp hết còn mong. Còn mong cho gặp hồi mây rồng, sắp đến bước đường lắm nẻo trong. Quân tử tùy thời hơi xúc bước, tiểu nhân ỷ sức nghi mạnh pha sông. Khôn thai dân
sự người cao thấp đau đớn thân hèn kẻ tiếc công và luôn ai hoài than thở chúc mừng lòng lo dương thế bắt cuồng ngóng cuồng ngóng cửa Phật quá thêm ma nồng thấy chúng đời này những mong trời định nhân tâm quy nhất thông đất xoay vật dụng một nền không diệu thâm bát chánh lời truyền giáo xa thầm tứ đề tiếng dục ông mớ hỡi lạc hồng mau lượng xét để chừng phong gió hết chờ trong Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, chương trình được tiếp nối đến bài Nhắn Nhủ Cùng Ai. Bài này Đức Thầy viết tại Xà No tháng 4 năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhắn nhủ cùng ai một ít lời nhờ ơn đưa đầy tới nhiều nơi ghét dơ sĩ khó trao lời hành hạnh phúc hiền lương tiên đức trời nước trời cảm động cảnh trầm luân đừng để tim gan lửa nó lưng quả diễm mãn chờ cây quả phép tâm trần siêu diệt kiến thời hưng thời hưng trời đất tạo trần gian ủa ủa thì ra rất muộn mà vui thầm tiên bồng nơi thỏa hiệp quang cầu
sanh chúng khỏi lầm than. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, bài Nan Thơ Cẩm Tú sẽ được liên tục diễn ngâm sau đây. Bài này Đức Thầy viết tại Xà No ngày 29 tháng 5 năm Canh Thìn. Trân trọng kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Trời thanh lặng gió đưa hiu hắt, ngồi thơ phòng thân như bất lạnh lùng. Gắm xác trần còn cách côi thung, đâu có được dù mùng quạt gió. Cơn mừng vui nào ngờ lũ áo dội bay ngang rồi rớt đi luôn. Chữ ngâm ngùi lũy ngọc ứa tuôn, nào phải giống chim muôn điều thu. Lìa quê hương quên câu nghĩa cũ, bởi xác phàm hấp thụ đã lâu. Cuộc lung tung rối rắm trời âu, nên còn ngại bước đường trở gó. Tiếng riêng than tai nghe thành thoát, trăm ngàn nhàn bốn đạo ước nghi mơ. Con lạc cha con hỡi u ơ, thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến. Ngóng trong chờ dẫn thời đưa đến, đặng chung cùng một tiệc quỳnh tương. Cây ngô đồng hứng vẻ đượm sương, cho chim phụng mặt tình xè mua. Cánh sum dày mây lạnh bay tối, cả trời nam lưới bùa thiên lang. Chữ thánh hiền mới được nôm na, ta thọ chi hô hào trung nghiền. Giống hiền xưa bây giờ mới tỉa, dốc chờ ngày bóng trổ thơm thoang. Tuy ngày nay chưa được ấm no, sao được vừa nơi non nhược thùy. Để trưng bài khuyên dình can kỹ, đờn những câu tỉ mê rung hồn. Cho người lành giải bắt nôn, cúi đầu trước quy Phật Pháp. Quán chi thân bị mưa nắng táp nơi, sang vào ấm áp như mặt ai. Dè cho dân lập chí râu mài,
phá tan ốc tinh thần nhu nhược. Thân nặng nề như chim mô thước, quyết làm xong cầu đã xong ngân. Nên chẳng màng bao ngọc châu trân, miễn con thảo nhuận ân thánh đi. Đừng anh hùng dựng nên thời thế xa chi loài trùng dế nhỏ nhiên. Dội đem lòng cưỡng lý ghét ghen, thêm cùng bớt tiếng kèn lời quyên. Chốn âm ti ngu đầu má diện, đang trong ngày tới số bác hồn. Cõi âm thần bệnh sai dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bè hồng. Cửa tiên ban hại còn khóa, cổng nhà cha sư cửa hay đóng then gài. Con nào hiền thềm dạng thảo ngay, đứa ngộ nghịch một mai đức khôn. Nhìn gương kiến sao không biết, hổ lũ gian thần nào biết tổ tông. Làm âu sầu một góc trời đông, bị miệng sói thổi long tìm dịch. Dân can thường đem ra bài trích, dạch chỉ lời cổ tích người xưa. Nghĩ gì đâu có cuộc dài bừa, cho lăn lóc những người mới tình. Phải chi Phật lấy ngay bình tĩnh, rưới cho ai trần được nghi tình chút tâm. Mãi để câu di diệu thầm thâm, cho sanh chung rừng lâm khói mờ. Được gió nhẹ ngờ đâu dễ thở, bồng giông luồng âm khí nặng nề. Phải ngóng chờ cho phùng gặp kê, ấy thời đại thánh tiên trổ mặt. Càng nhìn dân lòng ta siết chặt, đau chi bằng đau khúc như đoạn trường. Ước sao mà thuận gió bườm trương, đò bát nhã rước tôi lương đông. Ngày vui tươi cũng đà lỗ ơi, bóng cỡ sao đời còn mãi say xưa. Không tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngài lập hội tai vinh nhành quê. Trao thân phận rạng danh hiếu, để thỏa gia thầy nơi chốn mây rồng. Đừng chia lìa bắt tổ nam tông,
chỉ biết giống lạc hồng thương con. Tai nghe chi những câu ấy, ôi lòng từ bi chớ cố lời dèm. Đạo hiểu rồi ngôn tờ gọi nem, tuy cõi thế lắm lem trần tục. Mây ganh hờn đầy lòng nghi ngút, dữ dạ trong đừng đục mới mộng. Thân bần tăng mặc bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu đều hàng. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng trên đài cao, gọi các linh hồn. Nay ngu khờ len lỏi hương thôn, sao đắc đạo tiếng đồn bốn biển. Giảng giới xâm ra tài xưa ơi, kiến kệ cùng ca lừa tuyến con lành. Tuy là ta không thể sanh thành, nhưng thương hết ra tài giải vô. Đời phải biết suy kim nghiệm cổ, thông cơ đồ những nghiệp thánh hiền. Ta quyết lòng rước nở quang thiên, cứu ba tánh khỏi nơi lao khổ. Gà lôi sớm mượn quay tố hội, có một ngày rớt lốt hổ hang. Nhu hiền hòa nhược ác thắng can, đời cùng đau bi quan ly hiệp. Tâm lòng thành gian truân chơi, khiếp đức từ bi tiếp dẫn linh hồn. Nén hương nguyện cầu với Phật tôn, ban phước huệ cứu nàng dương thế. Nhớ thuở nhỏ nhờ ơn bồng bê, nay được nên giải dế trưởng thành. Ngẫm cuộc đời hai chữ trượt thanh, thân hành đạo gian danh khắp chốn. Nhưng ngặt nỗi gặp đời hỗn độn, câu quân thần phụ tử rã rời. Khuyên tu hành hao sức tổn ơi, chẳng hề mở miệng ra than trách. Hãy bỏ dứt tâm tình kiêu cách, các con lành khai tròn ngay đường. Tuy thân thầy lướt cuộc gió sương, mà thọ chi tan bồng hồ thi. Câu trường phu là tráng nghĩa sĩ, chữ anh tài của đấng trung lương. Phần tu hành đạm bạc sao tương,
miễn cầu được an khương bốn bề. Dùng chuông lành bằng môn tiếng kể, gọi hồn người hành thiện truy kinh. Ra khuyên dân hẹn có sơn minh, diệu ba tánh hứa câu thề hài. Miễn tâm được hư vô tồn tại, sống ở trần hối cải tiền phi. Sống làm sao vẹn chữ tu mi, sống dùng dãy râu mài nam từ. Tự như nhiên quay phong thiên tứ, bút thần linh mượn mực tay đề. É dương trần công việc trễ bê, nên dục thúc nhân sanh cài cây. Dùng ba nha lên dây đờn khải, lo cho đời quên dốc ấm gầy. Ngài hằng mong lập hội rồng mây, xanh men mét cũng thay thịt xác. Đi tới đâu giúp người khao khát, ngạc giếng sâu khó một mau đầy. Trong suốt ngày làm việc lấy quay, dùng giấy mực trưng bày đạo đức. Biết bao giờ gái trai tỉnh ơi thức, trẻ cùng già đồng hiếu Phật gian. Nương hùng phong trội giọng cuồng ca, ca cuộc thế ca câu khuynh đào. Buổi nhập tiệc trải qua tràng, pháo khói mịt mù văng xác đầy đường. Cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió cu lập bập. Mặt nước biển lô nhô lặng hợp, chim đùa bay cả lại tránh mồi. Ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Ta lại kẻ tu hành thiện kiến, xét thấy trần luận biện đôi điều. Chớ đâu nào bài việc trớ trêu, muôn giác tỉnh người mê trở lại. Mong sanh chúng học điều thông thái, rèn tâm lành bác ái trao chiên. Hành đạo thiền cấp cấp sớm khuyên, lòng thương chúng khuyên răng đồ thế. Mai nào khác chợ trưa đồ ê, bán rẻ rề ít kẻ hỏi mua.
mạng lo theo lối mới tranh đua, lại bỏ ngón xe xua học thức. Thân hèn yếu lại vô năng lực, chẳng tìm nơi thuốc nhiệm rửa gân. Miệng toàn lời bắt chước chúa tần, muốn chôn sống anh tài nhu si. Nhưng mắt phải từ bi lập chi lược cùng thao, thao lược vẹn hai. Của thần tiên đã sắp sẵn bài, nhờ ơn mòn giúp thêm chi càng. Miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hãy bút thần thơ đã đề khai. Khó làm cho hiền thánh lung lai, chỉ tươi nước dùng phần cây quy. Thêm mắt phải tay chàng nhạc nghĩ, cần thầy xưa định diệt an dân. Tiết trung lương hiếu nghĩa rạng ngần, ông bàn cử mẹ ghi chạm thịt. Lần sơ sơ cho dân rõ tích, để chờ ngày quán võ hồ phong. Ban cho đời thoát chữ cay nồng, nay dục thuốc câu quân tu ký. Ngày nào mà Phật tiếng tỏa gì ấy, thời lai bình trị muôn dân. Khắp các nơi chữ quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp. Theo dõi gót người xưa mới kịp, dừng mây lầm ngũ sắc hào quang. Phật thánh tiên đông độ lướt sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đã khởi sắp, chỗ tài hai biển lấp non dời. Dưới cùng trên ảm đạm khi trời, cả thế giới mưa hòa gió thuần. Tạo nền mong thanh quân đặt dựng, nơi triều ca gầy dựng tối hiền. Giờ mắt câu thiên lý dị nhiên, nên còn đại thiên quay nấy linh. Tỏ tình đời ít câu cung thình, mong kháng quan vào cửa xem tuồng. Cỏ cây cùng điệu thú chim muôn, nhân với vật quần lai bồn tâm. Đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai
lội đảo nhàn. Đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thơi. Bồ đào rượu thanh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tội trung. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, chương trình được liên tục đến bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa. Bài này Đức Giáo Chủ viết tại Nhân Nghĩa Xà No ngày rằm tháng 6 năm Canh Thìn. Trân trọng kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Kể từ 18 tháng 4 Canh Thìn lưu chữ thiện từ tới đây, cho làng Nhân Nghĩa biết thầy đem truyền mối đạo tháng mây chỉ chừng. Nay vì thời dẫn chuyển luân, ở trong cõi tạm đã từng đổi thay, cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ác lên. Thế gian ngay thảo sao sẽ được chăn màn thơm tho. Tục kêu là rạch Xà No, dàm kinh ông bồn eo coi khúc đường. Ngài thay lìa cách quê hương, về đây nương ngủ bởi thương dân lành. Phôi trần xói bỏ lời danh, quyết lòng lánh trượt tầm thanh mãi chiều. Thuở xưa thời Bùi Thuấn yêu, Thái Bình Thánh Trì mến yêu kháng tình. Chớ đau đồ tháng sanh linh, bởi nay lối đạo kệ kinh ngạo cười. Lo cho mình được đẹp tươi, phụ phàng nghĩa cả lại cười Phật tiên. Luật trời bao ứng nhãn tiền, khắp trong thiên hạ đạo quyền từ nay.
ra đi để lại một bài cho trong bốn đạo hôm mai rèn lòng. Băng chừng tất dặm xa trong dân sanh dập trần trời long hầu kề tới lui bùa thuốc nhi bồn bề chân trời khói cửa ra về phùi ơn thấy đời tu dối khuyên lên từ đây sửa lại gặp cơn thái bình Phật trời đâu dùng phép linh chỉ dùng đạo đức như mặt tình ghét ưa nghênh ngang làm thiếu lấy thừa mẹ cha chẳng kể dối lừa ngộ ngang ngày nay mới đến Phật đàn niệm một tiếng Phật đòi an bình liền chấm làm chế Phật ngạo tiên rồi sao tội nghiệp liên miên tới mình duyên trần phối trọng bần khinh mạng lo vơi móc cầu vinh thân phàm biết sao đầy được túi tham không ngăn không đáy càng làm không kiên mỉa mai đến kẻ tu hiền làm cho thỏa chí mới yên giấc nồng gầm đời bụng dạ gai trong nên còn khổ sở trời đông túng nghèo nhìn dân ruột thắt gan teo ráng tầm gậy cùi mà leo qua bờ nếu không gặp cảnh bờ dơ xuồng ghe chẳng có bến bờ cùng không một mai thấy được non bồng cành tiên rực rỡ mây rồng đẹp thay lại thêm thấy chúng Phật đài không già không bệnh như chẳng ngày nào lo bây giờ lão lại thuốc đò đưa qua bến giác giống to tới nhà vậy mà còn ghét kể ca không gây
tình cảm để già nhọc khuyên. Thương đời ta phải truân chuyên, bạc liêu xứ ấy ta liền đến nơi. Giả từ bốn đạo ít lời, dình câu nguyện giải chơi lời nghĩa thầy. Bớt lòng thương nhớ từ đây, chẳng nên bệnh rình để thầy an tâm. Nhớ lời dạy dỗ ca ngâm, Di Đà sáu chữ trì tâm chớ sờn. Cuộc trần thầy tỏ thiệt hơn, mấy người bê trễ chậm chân tới thầy. Nghe theo lời chỉ sao đây, lành bài cầu nguyện về trai mà tu. Trăng còn khi tỏ khi luôn, cho nên phần lão diễn vui đổi dời. Càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Người khùng trí lại cuồng ngông, cớ sao thế cuộc như lão thông cùng kỳ. Xả thân tầm đạo vô vi, nhiễm màu thâm diệu nan tri lão bài. Cầm hương chấp lại hai tay, đưa lên trên trán nguyện bài quy y. Nguyện rồi xa xuống tức thì, cầm hương rồi cùng nhi đứng thì thẳng ngay. Đọc qua lời nguyện một bài, lại luôn bốn lại ta dài tông gia. Bàn tay lật ngửa dễ màng, chớ đừng lật sắp vì thầy tái sanh. Đi xa thì phải dặn rành, bàn thông thiên cùng thiết hành như ý. Bốn phương đều đọc vậy thì, cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời. Sớm chiều bình đẳng chơi lời, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Có
nay tâm thành cầu nguyện ác nay bình lành. Dây vàng xé nhỏ đành ranh, để trên bàn Phật chí thành uống ngay. Thánh thần phướng Phật hồn bay, ở đâu cũng đến độ dài chúng sanh. Con chồng mới nửa gục năm, mà trong ba tánh thất thanh hài hùng. Chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bốn đạo bóng tùng phù che. Trách dân còn tiếc nghi lụa then, chẳng làm phước thiện quả e đến mình. Hết nhục rồi lại đến vinh, nghe không thì cùng nghi mặt nghi tình thế gian. Để cho dân sự luận bàn, nếu tu thì phải chọn vàng lựa thao. Ca to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông. Một mai giao được Tây Đông, khắp trong thế giới thỏa lòng ước mơ. Nuôi tầm mắt được nên tơ, nếu ta làm phải phước hờ bên lưng. Nuôi non rừng thăm cùng từng, bây giờ phiêu lạc tai mừng khắp nơi. Cho dân đều hiểu cuộc đời, thiên cơ đế giả lão thời yên thân. Đại đồng chuông đạo bón ngân, cho người say ngủ tình lần giấc mê. Biết lo sửa kiện trong quê, thơm tho gia trụ danh đề tổ tông. Bấy lâu lòng những ước mong, cha con hồi hiệp thì lòng mới nguôi. Từ nay ai có tới lui, cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin đừng đeo đắm lời danh, bỏ trôi đạo đức hư danh dài truyền. Mai sao được gặp cõi tiên, phỉ tình nguyện ước nghi khỏi phiền lòng ta.
vài lời để lại khuyên can. Truy phong tách gót đường xa xứ người, trò buồn thay lại tức cười. Đau đau ba tánh cùng người trời xanh, gần xa thầy chỉ ơi, đành dành quyết tuyển con lành đem lại Phật gia. Cao từ làng xóm trẻ vàng, chúc cầu lạc nghiệp nhà nhà ấm no. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, bài Ai Người Tri Kỷ sẽ được liên tục theo đây. Bài này Đức Giáo Chủ viết tại nhà thương Chợ Quán đêm 18 tháng 7 năm Canh Thìn 1940. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ việc đời xưa, gặm việc nay, ai người tri kỷ ai là chọn lựa trang hiền thảo, thức tình tâm trung sẽ vẹn mài. Vẹn mài mới đẹp, mà đẹp tiên gia tổ thơm tho phước hải à. Tịch mịch quyền sâu ai hiểu ai đặng, ắt là thâu tích sĩ cuồng ca. Cuồng ca nẻo đạo chốn quyền thâm, nghĩ việc xa xa ruột tim bầm. Đau đến cho đời ôi thảm ơi hoàng, mạch sầu có miệng lại dường căm. Dường căm khó nói còn e, thiện như tính thờ ơi nổi rục mà rè. Tiếng động bên tường nghe dần dần, sức hèn như cháu trong ngàn xe.
ngàn xe muôn nghiến chối còn bay. Nước tung tìm phương chống kẻ tài, dốt cuộc tương lai do quyết định. Phương trời xa thẳm nắm quyền quay, quyền quay thế hệ cực ta mang. Luân chuyển nhân sanh lắm cuộc nàng, ai hỡi dân lành ta sẽ đời. Đạo người sửa trọn dứt lầm than, lầm than khói lửa với binh đao. Âu á lung tung nhuộm máu đào, ba tánh sai xưa mùi phu quý. Sau này sẽ vướng cảnh đồ lao, đồ lao muôn lánh sớm nghe ta. Bồ thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh ơi lại. Giác thuyền chuyên chở lúc can qua, can qua dân chúng chơi buồn lo. Tịch đức trời ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ. Quan cầu đến đó ấm cùng nó, cùng nó bốn biển một cha thôi. Bỏ dứt thối hư với tật tội, trên có Phật trời soi việc thế, dưới đầy cơm máu lão gì ngôi. Nam mô A Di Đà Phật.
tuần hoàn thiên địa đổi xây. Cám thương trần hạ lòng đây chẳng sợ, cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xạ dân của thầy. Hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đoan. Ai mà ăn ở nghinh ngang, đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng quả phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước cười giàu sang, mau mau làm phước nghi làm doan cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít chẳng vui đâu là. Răng to tên gọi mắng sao, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tịnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho.